lên thì bắt đầu là quay sang lấy cái ba chạc đấy để lấy ba chia chỉ để... cầm một thứ vào để cào trên mặt để xem là xoang ở đâu, bởi vì không được khám tây y nên không biết chỗ ấy. Thì mình đang định cào cào thế thôi thì nó đã ra một đống, ô nó chảy ra rồi mày ơi, thế cái là bắt đầu nói chạy là xót rác và nhổ. Thế là hôm sau bà khỏi luôn. Thế bảo thế thì để làm cho một hôm nữa, làm cho một hôm nữa thì mình đã biết được cái chỗ xoang này người ta dân đi bơi. Thế là khỏi luôn, hai ngày khỏi luôn, không hỏi nhau. Bệnh nhân đấy bao nhiêu tuổi ạ? 60. Bị xoang được bao lâu? Bị xoang bao lâu? Bị xoang lâu rồi bỏ chữa mãi chả khỏi. Tức là bác chỉ đi bơi nên là chữa xoang không khỏi, uống các loại thuốc không khỏi. Thế là bây giờ các bà già cứ rúm nhau vào, thấy bệnh gì cũng khai ra. Thế là chỉ xử lý. Sao bác chỉ bấm mũi tiêu viêm thôi. Tiêu viêm mới xong tiêu viêm thì bắt đầu cào cào lên cái chỗ này này. Đấy. Thì thầy bảo là cứ xoang thì là mũi nhưng mới thế thôi, còn chưa không, mình không khám tây y nên không biết là cái ổ xoang ở đâu. Thì mình thế thì là nó đã ok rồi, chỉ có 2 ngày. 2 ngày. Ừ.